Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng truyền hay nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng truyền hay nữ của xã Thanh Ninh và đội tuyển bóng truyền hay nữ của thị trấn Thắng trong khuôn khổ giải đấu bóng truyền hơi Hội Đình Làng Phú Yên, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ở xét đấu này thì các cầu thủ của thị trấn Thắng phía gần màn ảnh các bạn và các cầu thủ của Thanh Ninh phía xa màn ảnh các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Cũng báo cáo với các bạn là ở trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ Thanh Ninh đã giành chiến thắng trước các cầu thủ thị trấn Thắng. Đây là trận đấu thứ hai và trận đấu thứ ba. Ở trận đấu đầu tiên thì mình không quay được, mình đến muộn. Đây, chấp một đây. 100 triệu. Đây, bóng đập không qua lưới. Rồi đi em. Mất nào. Chấp ba quả. Bóng đập tăng thân. Điểm 2. Trả tổng đánh. Sang mẹ. Giờ gà đá xanh chín. Đấy em thấy đỉnh tổng giải. Chấm vào góc kia ấy luôn đấy. Tầm xem này. Góc này tầm ra. Bóng tăng thân. Điểm tiếp cho đội 4-3. Quả cổ lên đánh thế mà này mà đánh vào mất năm. Chặn tay chắn ra ngoài. Này mà đi đánh đánh. Mình thích đánh nhưng mà đẹp hơn nhiều. Vâng, đề nghị chỗ khán giả và chúng ta sẽ lui ra. Trọng tài bắt đội Thanh Ninh, dừng cầu bắt đội Thanh Ninh, điểm cho đội Thành phố Thắng. Đấu trọng tài xong còi, không còi sao lại cứ tự dưng lại dừng? Chưa còi đã phát thì chỉ phát lại thôi chứ có phải phạt điểm luôn, có phạt
Đâu chưa? Dạ thôi, cứ từ từ thôi. Đó điểm 10. Rồi, đây. Điểm sai cả. Alo. Alo, trọng tài ơi, trọng tài. Cờ đã cả cược. Rồi. Giấy cầm trong tay mà lại cứ đi hỏi là thế nào? Đánh lại quả đấy. Đổi người đất đang lệch lại cầu đầu. Em ơi. Thế nên để bóng qua lưới. Đổi vào điểm. 8-10. Thanh Ninh đã bóng tốt. Điểm cho Thanh Ninh 10-18. Thanh Ninh được bóng ra ngoài, đổi ra điểm cho Thị Trấn Thắng 9-11. Thì trên đánh bóng học đổi về điểm cho Thanh Ninh 12-9. Thị trấn bỏ không có lưới. Điểm cho Thanh Ninh 13-9. Mất tiền rồi. Được thì được. Thanh Ninh đã bóng tốt. Điểm cho Thanh Ninh 14-9. Thôi hết.
4 quả. Bốn quả. Thanh Ninh đưa bóng ra ngoài, đổi ra điểm cho đội chủ trấn 10-14. Thị trấn đánh bóng ra ngoài, đổi ra điểm cho Thanh Ninh 15-10. Thì chiến thắng có sự thay đổi người. Thằng hôm qua nó đi khó. Thị trấn bỏ bóng tốt, đổi ra điểm cho thị trấn 11-15. Khu này đánh căng lắm, ngày không đánh đẹp lắm. Đang giận mà thắng hả? Nhưng mà thắng trận này thì sẽ không được. Ừ. Nhưng mà chú mẹ anh ấy, trận đấu đúng rồi, chú nhớ. Thanh Ninh đánh bóng ra ngoài. Điểm có thể chiến thắng 12-15. Đội à? Mà đánh tối mà em vẫn xem đấy. Thanh Ninh đã bóng hỏng, điểm cho thị trấn thắng 13-15. Thị trấn thắng đánh bóng hỏng, đổi với điểm cho Thanh Ninh 16-13. Thanh Ninh quả bóng tốt. Thu này thu quá. Ê, nó bảo này, nay thu này lắm. 17-13. Giờ chắc 1 không đổi tâm lý, người ta nó ổn định. Đấy, ổn định cái đó khác ngay. Đánh này đánh chuẩn. Mà gì nó khớp nhau lắm nha. Đã qua này đâu, chưa qua đổi tâm lý. Đánh tôi thôi. Bỏ được mấy quả cho đấy giờ nó cứ săn săn đấy đấy. Kết nối giỏi anh, kết nối được đấy. Đánh nó phải thế nó mới kết nối như này đánh. Nhưng mình trận nó qua rồi dạt luôn. Quá tốt. Thì chiến thắng đã có hỏng. Chưa thắng rồi. Điểm cho Thanh Ninh 18-13. 21-14. Đấy. Cái thủ nó đánh này quả đập đẹp lắm, hay sung lắm. Hôm nay có một đứa con chó đập mạnh hơn cho anh à. Chú bọn này đập mạnh, chú mạnh năng. Có hai đứa chân chó này còn. Hôm nay cái đồng này nó thua nó có được vào, đâm ra nó cho cái đồng khác rồi. Vâng, thua được rồi. Chứ không phải là hôm nay nó khỏe hơn Thị Thanh à? Không, đi thu này nó sung hơn. Còn sung thì sung, nhưng mà chứ ôi, người đập kia không có bốc một thì chuyển thế nào được người ta sung. Bọn này đập không bằng cái ra quản. Qua rồi, còn tay chắn. Nay không có đứa đấy. Nay cái đứa số 9 khác. Khoan. Mày thích ơi. Cái đứa mà nó gầy gầy. Nó gầy gầy.
kết nối đẹp. Cái đứa kia gọi là đập chứ không biết là xoay xoay như cái đứa kia. Đứa đứng nhìn cảnh cảnh quạt đánh như bóng. Không biết mà vào đường bóng là cái này. Thanh niên Thanh Bảo Hồng đổi 3 điểm cho trận chiến thắng 14-18. Mình cơ hội mà nhưng mà nó đang xúc thì mình còn nó cứ sừng đây con bóng không cần lưới đổi cơ điểm cho trận chiến thắng 15-18. Cố thắng lần xem này thôi. Anh năm nay 49 tuổi chưa gặp được lần này. Thị Trấn thắng, bỏ bóng tốt, đổi ra điểm cho Thị Trấn 16-18. Khai thác này thì lại chưa nào nào cái này thì lại chưa nào. Thôi, từ từ chưa được quả nào. Mệt chứ, đọc nhiều. Xét nào thì có một mình thì có hai. Yeah, thôi đấy, thôi. Hai đội tiếng vừa rồi. Đây này. Nào. Đội chính của bóng tốt. 17-18. Biết cái lồ. Cái lồ đấy nó biết cái lồ đấy rồi. Cái đấy ăn mấy quả anh em lồ. Sai chỗ rồi. Bên kia sai. Sai vị trí. Điểm cho trận chiến thắng 18 nào. Bóng vào không qua lưới. Điểm cho trận chiến thắng 19-18. Và đấy vào tay tay chắn rồi vào cái này xài đấy tay chắn cái tay đánh trước ba đây để kéo dài thời gian đợi này rìa này chấm bỏ bỏ cái đường lớn 20-18. Đổi vào điểm cho Thanh Linh 19-20. Yeah.
đâu nhỉ? Từ năm đây, ghế đó là đâu toàn nhân viên về anh. Bước báo hảo, điểm cho Thanh Ninh 1-0. Xét thứ ba giữa Thanh Ninh và thị trấn Thắng. Thanh Ninh trước màn ảnh. Năm một đều hưng, năm một đều à? Đội kia là thị trấn Thắng à? Cháu theo đội đỏ kia 12 bên đỏ 200 tròn. Thích đánh vui vẻ làm cơm nước. Ui giời, nay thì thích. Đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bí. Sang. Bùm. Đấy. Nào, công hồng. Chúc chúc đập bóng không qua lưới điểm cho Thanh Ninh 3-2 trận bóng quá tốt. Anh cho mày quá không phải alo năm mơ nhà hiện trên đến bóng ra ngoài điểm của Thanh Ninh 6-2 đội của chiến thắng xin được hội tuyển thị trấn Hương Sơn. Bởi vậy các ông bầu cũng như các huấn luyện viên cầm tiền luôn. Sáng trước đánh đội bên kia mình dẫn 19 trước thì thua đây. Chéo đây là vùng hạng gì? Thanh Ninh đến bóng hỏng, đổi ra điểm cho thị trấn thắng 3-6. Thị trấn thắng lấy bóng ra ngoài, đổi ra điểm cho Thanh Ninh 7-3. Cao gì rồi? Cái đấy nó phải gần 6-5. Thanh Ninh đến báo hỏng điểm cho thắng thì chấm thắng 4-7. Thanh Ninh đến bóng hỏng điểm cho thị trấn thắng 5-7. Thanh Ninh được bóng ra ngoài điểm cho thị trấn 6-7. Thị trấn thắng đập bóng không qua lưới đổi ra điểm cho Thanh Ninh 8-6. Thanh Ninh sẽ bóng không qua lưới đổi điểm cho thị trấn thắng 7-8. Thanh Ninh được bóng tốt đổi về điểm cho Thanh Ninh 9-7. Nó chạy được mà đợi cho nó chạy được rồi. Thị trấn đập bóng tốt đổi về điểm cho thị trấn 8-9. Đúng dữ liệu đấy. Thanh Ninh bỏ bóng tốt đổi về điểm cho Thanh Ninh 10-8. Đi đây. Xong rồi. Hôm qua kia lên đoán cái giáo này.
Hôm qua sáng tôi ông kia bác lên đoán như thế là cô giáo cũng cho đoán. Vào đi. Hai đứa. Đứa. Này đây ông ơi. Thanh Ninh được bóng tốt. Điểm cho Thanh Ninh 11-8. Chuyền ơi, lấy non chân dưới. Non chân dưới. 3 quả đây. Thanh Ninh được bóng tốt. Điểm cho Thanh Ninh 12-8. Đội sân đi. Nguy hiểm nhặng thế nhưng mà đó hai đội đội sân. Xếp 3 21 quả, 2 đội 12 quả, 2 đội đội sân để tiếp tục đánh nhau. Đập bóng chưa qua lưới. Điểm tất thiện chiến thắng 9-12. Thanh Ninh được bóng tốt. Đổi vào điểm cho Thanh Ninh 13-9. Bóng đẹp đập chắn ra ngoài. Điểm cho Thanh Ninh 14-9. Trung ơi, chấp lại ngược hai quả. Sự chiến thắng lưới. Điểm đến Thanh Ninh 15-9. Rồi luôn, em không nữa. 100 em 50. Nó chấp ngược hai quả. Thanh Ninh đánh báo hỏng. Đổi ra điểm các thị trấn 10-15. Hai quả bắt tay. Giờ chưa biết thế nào mà. Quá tốt. Ngoài là sao được. Hai bóng. Đấy. Trong sân có hai bóng đánh lại của này. Ở đây. Thanh Ninh đập bóng tốt. Điểm cho Thanh Ninh 16-10. Tối này á. Ngoài gì phải thấy không cô? Ngoài chờ máy này. Đấy. Đứng tổng biết cái mạng người ta. Nó đang ngồi đây tổng biết. Nó đang ngồi đây. Nó đang ngồi đây. Nói chung là ban tổ chức chúng tôi vừa nhận tổng biết cái mạng người ta. Thủ một quay mới kia. Đội bóng Thanh Ninh vừa nhận được một nhà tài trợ là ông Vũ Đình Long. Tài trợ đội phố Thanh Ninh 100.000 đồng. Quánh. Thanh Ninh được bóng tốt.
Điểm cho Thanh Linh 19, 11. Bên này sân nó cao lợi thế. Thanh Linh quả bóng tốt. Điểm cho Thanh Linh 20, 11. Kết thúc hạt thứ 3 với tỷ số ăn nước 11 nghiêng về đội Thanh Định.